Ngài lo được không? Không, phải có niềm tin vào ngài. Hãy đặt niềm tin vào ngài giống như cách đây một năm. Tất cả mọi người đều đặt niềm tin vào ngài ở Memory of Chaos. Bây giờ cũng phải đặt niềm tin vào ngài. Ôi vãi luôn, nó là con khủng long. Không, em không tin ngài đâu. Trời ơi, trời, tôi quên không trách quái, nó là con khủng long. Trời ơi, trời. Quỳnh tin chứ, tin được. Chốt. Ai chốt. Tin chứ, phát này hình như chưa hồi ulti. Ừ, biết ngay mà. Hay quá, ai bị đánh nhiều vào, em thích lắm ngài. Hay. Hợp ní này. Ulti Jun nó phải búp liên tục ấy. 100% ấy. 1000% là có tinh Jun nó sẽ phải búp liên tục để nó hồi kịp ulti. Ôi, búp sảnh như cướp vậy. Ôi, đấy là lý do tại sao mà tôi không bao giờ tôi cứu kể chuyện hư cầu. Tại vì tôi chả hiểu cơ chế kể chuyện. Bảo là đánh gọi là ảo ảnh tận thế thì, ừ, còn tham khảo, còn cân nhắc, còn này này kia kia. Mày như hạch. Trao niềm tin cho Jin Cha thì mất tài lộc hoặc no. Trao niềm tin cho Jin Cha là phải nhận được lại tài lộc và yêu thương. Ui phí, còn đây phí. Còn đây phí. Phí quá, tính ẩu quá. Búp mùa này như cờ ý. Ô bây giờ các ông mới nhận ra. Má tôi nhận ra từ lúc nãy cơ. Tôi nhìn thấy từ sảnh ba vệ thấy cái lồng nó thả xuống trả được bao nhiêu đam là tôi đã thấy búp mùa này như cánh cờ rồi. Tấn quân còn lâu mới lên. Mẹ mày, nỗi đau này ai thấu. Không lên được. Mai lên. 26k tầng trên. Tầng trên không đủ 30k là áp lực tầng dưới hơi cao. Game khéo rôn tri thức á. Ông chắc chưa? Không, bây giờ tôi hỏi ông chắc chưa đã. Nào, ông chắc chưa? Tướng quân là gì? Bây giờ ông trả lời tôi đi, tướng quân là gì? Hả? À, ông trả lời tôi đi đã, tướng quân là cái gì? Bây giờ tướng quân là săn bắn. Úi dồi ôi. Ơ kìa, chết mẹ, nốt đi. Ơ kìa, cái con lợn này. À không, con sói này. Tướng quân là hủy diệt, nhưng mà là hủy diệt cycle của bạn, nghe hay đấy. Tôi sợ không đủ điểm rồi, phải đánh lại tầng trên rồi các ông ạ. Chết đi mà, năn nỉ đấy, chết đi, chết dùm quái. Đủ mấy á mày. Chết đi, chết. Thôi thì các ông cứ cho là tôi đang tự làm khó mình cũng được các ông ạ. Không sao đâu. Các ông cứ cho là tôi đang tự tăng độ khó cho game cũng được, không sao. Không sao, ăn cụt nào. Ăn cụt. I'm so fucking good, ok? So fucking good. It's good. Có một cụm chém cả thế. Mày này. Thế nói luôn. Ui, Aven. Từ nãy giờ chưa cần dùng chiến kỹ pha nào à? Thích vậy. Ui. Ui, Aven không cần dùng chiến kỹ pha nào luôn, thích quá ồ thế. Ui, vẫn đủ đây, sướng. Đây là ngài gánh tầng trên rồi các bạn, ngài gánh tầng trên rồi. Áp lực có tầng dưới lo cho ngài rồi, ngài chỉ việc tông ruổi đi chơi ở tầng trên thôi, chuẩn luôn. Đúng không? Ê, chính ra Celadi tầng trên cũng ok phết đấy chứ. Celadi ổn không ta? Let me check. Celadi được đấy chứ. Nhờ, Celadi được mà. Hey, đội hình Sele nè. Sele ok đấy chứ. Đội hình Sele cả Acheron này. Tầng dưới này, đúng không? Sele nó sẽ dùng cái gì ta? Ta thường phá vỡ mục tiêu phải dãy bầy à? Dãy bầy hay là tùy cảm? Dãy bầy chứ. Ví dụ như này. Nhờ Sele tầng trên được mà. Sele tầng trên được không ta? Sele tầng trên mày gặp con khủng long này cũng hơi. Doctor Ratio tầng trên được không nhỉ? Doctor Ratio tầng trên thì không nghe chừng không ổn lắm. Tầng dưới chắc ổn hơn. Imbrick tầng trên. Đây chị đang ngồi chị test thử đội hình xem là tầng trên đi được những con gì đây. Lâu lắm rồi mình mới nghe được tiếng con tí ở Sele. Ê nó vừa hụt crit đúng không? Ê khoan, nó vừa hụt crit đúng không? Đúng không? Ê nó vừa mới hụt crit đúng không? Đúng không? Hay là đòn đấy là đòn có crit đấy? Ê khoan.
Ui cái mẹ tôi đang hy vọng điều gì vậy? Ôi nó vừa hụt crit đấy à? À không. Ừ, thế lần sau tự đi đi nhá, đừng nhờ chị. Cảm ơn em. Không, tôi bắt đầu suy nghĩ lại về câu chuyện sử dụng Sele ở tầng trên rồi đấy. Lỗi tôi. Lỗi tôi các bạn, lỗi tôi. Lỗi tôi. Tôi hồ đồ. Tại tôi. Để xem kịch kim con Sele này đi được bao điểm. Má con Sele nó thật mình gãy cái liềm luôn á bay ơi. Ủa trời ơi. Các bạn có biết gì không? Game nó có thể thay đổi rất là nhiều đúng không? Anh em công nhận không? Mọi thứ nó có thể thay đổi. Nhân vật này có thể out meta, nhân vật kia có thể out meta. Chỉ có duy nhất một con mãi mãi chưa thấy cái ngày nó out meta. Đấy là con tình Yun. Hoài luôn. Bao nhiêu mùa DPS này đã ra đi, DPS này đã ở lại. Chỉ có mỗi ả ta vẫn mãi mãi ở đây, chưa thấy out meta. Thấy mấy con 4 sao duy nhất, duy ngã độc tôn. Biết có out được meta không? Ơ kìa, đi à mày. Ừ tôi ông sao? Kiểu ả ta làm cái gì cũng thấy ả ta làm đúng ấy. Ả ta làm bị tròn vai quá ấy, các bạn công nhận không? Ả ta làm bảo hộ cũng rất là ok này. Ả ta làm bảo hộ rất ok nhá. Ả ta làm hòa hợp thì tôi không cần phải bàn cãi rồi. Nói chung ả ta làm gì thấy ả ta trông kiểu mẹ. Ôi đỉnh vãi. Ôi mẹ nãy giờ nó kích hoạt được búp sảnh bao nhiêu lần vậy? Alo. 26k 27k 27358 27358, hình như nhiều hơn ngài. Ê khoan từ từ, có phải nhiều hơn ngài không ta? Ê phải nhiều hơn ngài không ta? Gần 30k từ trên. Phải nhiều hơn ngài không ta? Không thể nào. Nhiều hơn ngài hả ta? Hơn ngài à? Lúc nãy ngài bao nhiêu? Nãy ngài hai mấy? Ngài 26k sẽ lên được 27k. Không, thế thì xe lên tầng trên vẫn có cửa. Xe lên tầng trên vẫn có cửa. Nếu như tầng dưới các bạn sử dụng Acheron thì mình nghĩ là xe lên tầng trên có cửa với 27k thì vẫn được. Nào, tiếp tục tầng trên sẽ còn ai nữa? Yuli đi. Phong chuẩn của Yuli nhá. Đâu rồi? Yuli. Hốc trưởng đâu? Hốc trưởng đây. Nhưng mà hốc trưởng nó cho đi cùng với cả Robin. Welcome to life. Tôi vẫn thấy là cho runway. Không phải. Có thể là tại vì tôi là một kẻ khá là lười nên là tôi vẫn thích sử dụng runway trong đội hình này hơn là Robin. Tại vì tôi vẫn chưa thể học được cách tham minh làm thế nào để sử dụng ulti của Robin một cách có ích nhất cho team. Tức là mọi người ở trên kênh chat mới dạy tôi đến cái khâu là trước khi chuyển sang cycle mới thì bật ulti Robin lên để lấy thêm dam để skip được thêm cycle thôi. Chứ mọi người chưa dạy tôi là có được dùng ulti sớm không hay là lúc nào thì nên bật ulti. Mọi người chưa dạy tôi cái đấy. Nên là tôi đang cần một khóa cấp tốc bổ túc cách chơi Robin. Cực kỳ cần, tôi thực sự rất cần. Chồng rất cần sự chung tay của các vợ. Thứ nhất là ấn like cho chồng. Thứ hai là ủng hộ wibugame.vn. Nếu không sếp sẽ mắng chồng vì chồng không đủ KPI. Cái thứ ba là làm ơn dạy chồng cách chơi Robin. Chồng vẫn không biết chơi Robin. Chồng thề với các con vợ yêu của chồng luôn là chồng không biết chơi Robin. Không biết chơi thật 100%. Không nói điêu một câu. Chồng biết chơi Robin kiểu gì ạ. Hay thật. Bên chị tôi mày có ai chạy map không? Là xong. Ơ kìa. Ê mày, mày đánh khôn dữ à, đánh Yuli coi. Là giờ nên bật ulti chưa? Kéo luôn á. Bây giờ á. Tao có cảm giác như chúng mày vừa chỉ sai tao ấy. Nhưng thôi không sao. Ui nó giật. Phải lợi dụng cả cái ulti nhỏ của con bé con. Thấy rồi. Ấy rồi. Không, con bé chắc không chết được đâu nhỉ. Nhờ, các bạn nhờ. Chắc không chết đâu. Chết thì đéo được. Chắc không chết đâu. Chết đâu. Yuli ơi, chị xin lỗi em. Em ơi, chị xin lỗi. Từ từ, chị quên. Còn con thục giác chị quên. Yuli ơi.
nó chết thật. Ông nào chỉ láo tôi đây, ông nào bảo là ui nó không chết đâu, chị tự tin lên đây. Ông nào chị tồi, chúng mày mới tồi. Ây da, hội viên trong 12 tháng rồi cơ à, quất đấy chứ nhờ. Ê, mình lấy sai búp rồi đúng không? Mình lấy búp đằng theo sau. Nhưng mà vốn dĩ con Julie nó đâu có break được, mình phải lấy cái tuyệt kỹ chứ. Đằng theo sau của Julie cũng tính là tuyệt kỹ mà. Ê, là tính không ta? Ê, khoan từ từ đau đầu quá mày. Ê, tính không ta? Mình lấy sai búp đúng không? À không, mình lấy đúng búp mà. Ê, khoan, mình lấy đúng búp hay sai búp? Khoan, chút thôi. Nếu không thì làm sao Julie nó break được con lỏng khung? À nhập, à ừ, con lỏng khung. À! Ui, giật ra. Cố lên em, lần này chị dư chiến kỹ rồi. Mày đánh thêm hit nữa được không? Ừ, cảm ơn. Ôi thật đấy, tại sao mình lại cầm Julie đi đánh con Cocolia nhỉ? Ôi, cái team này có mỗi một mình có tanh Yun, nó break được con Coco. Bắt lại. Ui, hơn ngài, hơn cả Sele luôn mà. Em hit nữa đi. Mẹ ý, mày đánh tất cả mọi người trừ con Julie. Ơi, ấn nhầm rồi, vội quá, phải đợi hết lượt này rồi mới đẩy lượt chứ, vội quá. Sai nầm lớn nhất em mang trong cuộc đời. Ba tư chín sáu năm, nếu như mà không sai pha đấy thì lên được bao nhiêu? Tầm 35k, 36k, 35k rưỡi, chắc tầm đấy nhờ. 37 không? Xin được 37 à? 7k. Được, Julie tầng trên được nhiều điểm phết đấy chứ.